Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô chú, anh chị và các bạn một chiếc biên chi, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Chiếc xe này thì có size của hãng là size 50. Xe thì được trang bị bộ group UTGR 6700. 700 khung khung sườn carbon. Ghi đông nhôm, đùi carbon, rất là xịn sò. Uh, chiếc xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương, cửa hàng nằm ngay mặt đường Quốc lộ 5 rất là dễ lần ạ. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng thì em đều bao ship cho các bác và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Chiếc BNC này thì cũng có màu sơn rất là đẹp, màu đỏ pha một chút màu trắng. Rất là đẹp luôn. Xe về như nào là em trả các bác như vậy tất cả đầu đồng bộ vào nguyên bản theo xe có bị lỗi hay bị cháy xước gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video cho các bác được rõ tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi Cả về hình thức, chất lượng và giá cả Nên các bác cứ yên tâm mua hàng Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ Thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe Khi ở bên Nhật Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn Và hàng chính hãng Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này Là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé Chiếc xe này thì có size của hãng là size 50 các bác nhé Đuôi là đuôi carbon các bác nhé khung sườn carbon ghi đông là ghi đông nhôm các bác nhá tem mắc vẫn còn đầy đủ các bác nhá vâng đây ạ tem mắc đầy đủ luôn các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Vành là vành nhôm Vành full chrome Rất là xịn xò luôn Tem mắt cũng vẫn còn đầy đủ các bác nhé Lúc là lúc continental ạ xanh sau cũng rất chi là mới các bác nhá các bác nhìn rất là mới ạ yên là yên của hãng luôn yên theo xe các bác nhá càng trước cũng rất là mới các bác nhé và em cũng báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là rơi vào khoảng 38 triệu. Cửa hàng em có ship code và bao ship cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Lốp là lốp Continental Ultra. Vành là vành full chrome. Tem mác đầy đủ các bác nhá. Lốp là lốp made in Thái Lan đấy ạ. xe được trang bị uh, thêm một cái đồng hồ gì đó. tay phanh UT tê đồng bộ vào nguyên bản theo xe tay quấn tay phanh cũng còn rất chi là mới các bác nhé đây một cái đồng hồ ạ tem mát vẫn đầy đủ các bác nhé Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau. Hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng, cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn phù hợp nhất với các bác có thể ạ. Một chiếc biên chi rất là đẹp. Bác nào mà phù hợp với size số của mình, thích cái dòng biên chi này và phù hợp với tài chính của mình thì cứ alo trực tiếp cho cửa hàng nhé. Rất là đẹp. Có 3 tầng đĩa, tầng ngoài là 53 răng và tầng trong là 39 răng các bác nhé. Đề lip đồng bộ và nguyên bản theo xe ạ. độ mới rất là cao các bác nhá. Em sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo. Cửa hàng em thì nói không với hàng fake nên là các bác cứ yên tâm mua hàng, em đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé chứ không phải là bán cho các bác là xong tay đâu ạ Đấy. tem mark vẫn còn nguyên luôn các bác nhá vẫn còn nguyên lớp đi lông luôn chụp sau full chrome rất là xịn xò màu sơn thì cũng rất là đẹp bnc là một thương hiệu rất là nổi tiếng của ý vâng vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc bnc một thương hiệu rất là nổi tiếng cảm ơn các bác đã xem video của em các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau em xin chào các bác ạ